Xin chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, và tôi là Ellie, người sẽ đồng hành các bạn trong chương trình này. Và hôm nay rất vui được gặp Trang Pháp, và xin mời bạn có lời chào khán giả chương trình ạ. Lời đầu tiên cho phép Trang Pháp được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của chương trình. Thì hôm nay Trang Pháp cảm thấy rất là vui khi mà có thể ở đây ngồi cùng với cả Ellie Trần và để tâm sự với tất cả quý vị các bạn những điều mà chưa bao giờ dám nói. Chưa dám nói là đúng ý đồ của chương trình đó. Ở vậy tất cả khách mời đến đây đều phải trải qua một bước tuyên thệ. Hôm nay Trang sẵn sàng, mình cứ thể làm giống nhau, mình làm giống nhau để cho có đội. Tôi tên là Trang Pháp. Và tôi xin cam đoan những gì tôi chia sẻ trong chương trình này hoàn toàn là sự thật. Và tôi xin cam đoan những gì tôi chia sẻ trong chương trình này hoàn toàn là sự thật. Và sẽ không ngần ngại bởi một thế lực nào hết. Và không ngần ngại bởi một thế lực nào hết. Ủa sao cái khúc đó mình thấy cấn sao vậy? Để có nhiều sao? Chuyện không nói được hay sao? Không phải, nói chung là Trang chưa bao giờ tâm sự những cái chuyện gì về cuộc sống riêng tư này. Cũng không bao giờ tâm sự những chuyện gì mà ngoài cái âm nhạc của mình hết á. Tức là mình cảm giác như là mình muốn chia sẻ với khán giả những cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Còn những gì là cuộc sống riêng tư rồi các thứ thì mình muốn giữ cho bản thân mình. Vậy là đúng rồi, tại vì chúng ta đang nói chuyện đó thôi. Thật hả? Đúng rồi, nhưng mà nãy Trang tuyên thệ rồi, bây giờ có camera làm chứng hay vậy? Làm chứng bây giờ sao vậy? Bị lừa rồi các bạn ơi. Và gần đây khán giả, những người yêu thích Trang Pháp đều nhìn thấy là Trang xinh đẹp hơn nè, enjoy cuộc sống nhiều hơn. Đó là những cái dấu hiệu mà mọi người nói là hình như là chị Trang có tình yêu. Có phải không? Chứ độc thân thì không được xinh đẹp và enjoy cuộc sống. Trang thì lại nghĩ ngược lại nhé. Bây giờ bạn đang rực rỡ hơn như thế. Mọi người phải đặt câu hỏi. Thực sự là đấy, chưa gì đã hỏi chuyện cá nhân rồi đấy chưa? Từ trước đến giờ thì thực sự kiếm trên báo sẽ không ai thấy Trang chủ động nói ra là người yêu đầu tiên của Trang là ai, người yêu thứ hai, thứ ba là ai, không ai biết hết á. Và sẽ không bao giờ chủ động nói ra cái chuyện đấy hết. Cho nên là người tiếp theo thì Trang cũng sẽ muốn giữ kín cho riêng mình. Nhưng hứa là khi nào mà cưới chồng thì sẽ thông báo rộng rãi tới đông đảo quý vị khán giả, các anh chị em, cô dì chú bác. Ok, bây giờ không nói thì cụ thể người ấy là ai. Nhưng bây giờ mọi người hỏi là bây giờ chị Trang đã có tình yêu đúng không? Không, không, thực sự cái này là nói thật. Tại tôi lại có tuyên thệ rồi, Trang đang độc thân. Trang đang độc thân, không đang không có mối tình vắt vai nào. Bởi vì Trang nghĩ rằng là, thì như lúc nãy Trang nói đấy, đôi khi mình cảm thấy là mình yêu đời hơn, mình có thời gian cho bản thân mình hơn, mình có thời gian để xinh đẹp hơn, bởi vì là mình đang độc thân chứ không phải là mình đang cắm đầu ở một mối tình nào hết. Lý do là như vậy hả? Và Trang nghĩ như thế nào về cái trào lưu hiện tại là chị ơi anh yêu em? Các chị trong showbiz của chúng ta là có những chị rất là xinh đẹp nè, những chị có điều kiện kinh tế rất là vững vàng và đang hạnh phúc với những cái phi công trẻ đang rất là rực rỡ trong tình yêu, thì Trang thấy cái điều đó có tốt không? Và quan điểm của Trang như thế nào nếu mà Trang là một người yêu người nhỏ tuổi hơn? Thực sự đối với Trang thì không phải là chờ tới trào lưu này Trang mình nghĩ như vậy đâu, nhưng mà từ trước đến giờ đối với Trang suy nghĩ thì trong tình cảm thì cái chuyện mà tuổi tác nó cũng chỉ là một con số thôi. Quan trọng hơn nữa là trong một xã hội mà tân tiến như bây giờ và có nhiều những sự tự do hơn như bây giờ, không có còn phong kiến nữa, thì Trang nghĩ rằng việc người phụ nữ lựa chọn cho mình người đàn ông nào là quyết định của riêng họ, và cái chuyện mà tuổi tác hay không như thế nào thì nó cũng là do họ tự cảm thấy là người đàn ông đó ở bên cạnh mình có đem đến cho mình cái sự an toàn hay không, có đem đến cho mình hạnh phúc hay không. Chứ nếu cứ chăm chăm kiếm một người mà phải đúng là hơn mình bao nhiêu tuổi đấy nhưng mà lại là một người không hợp với mình, thì Trang không nghĩ là tại sao mình lại phải đâm đầu vào cái chuyện như thế. Nếu mà một ngày nào đó mà chuyện đó xảy ra với Trang thì Trang sẽ đón nhận một cách nó cũng cởi mở như vậy. Trang cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái với việc đấy. Nhưng mà chắc hẳn là trong cuộc đời Trang Pháp đến thời điểm hiện tại là chắc chắn phải có những fan nam, những bạn nam hơn tỏ tình hoặc là có tình cảm đặc biệt với mình, thì không biết là Trang đã xử lý như thế nào. Thực ra là Trang cũng có từng quen người bằng tuổi Trang rồi. Mối tình học sinh rất là dễ thương, và tới bây giờ Trang nghĩ lại thì Trang vẫn thấy đấy là một kỷ niệm đẹp đối với Trang. Và bây giờ bảo là quen một người bằng tuổi đi thì chắc cũng ok. Không biết là thời điểm hiện tại thì gia đình của Trang có hối thúc cái chuyện mà cưới xin gì không? Trời ơi, suốt ngày luôn. Suốt ngày luôn Ly ơi, bởi vì là
Thực sự là ba mẹ Trang là ba mẹ người Bắc, hơi truyền thống một chút xíu, cho nên là khi mà con gái mà bước qua cái tuổi 28 là đã bắt đầu là hối thúc rồi, rồi còn tuổi 30 nữa thì lại càng, tức là mỗi ngày mà mỗi lần mà Trang gọi điện cho mẹ là bao giờ cái câu kết cũng sẽ phải là mẹ chờ con lấy chồng đấy nhá. Rồi sao rồi từ xử lý những lúc đó như thế nào, cứ né hoài hay thì sao? Vâng mẹ ơi con bận lắm. Vâng dạ ok mẹ. Xong rồi là dập máy thôi, bởi vì là thực sự mình cũng rất là thương bố mẹ, nhưng mà thực sự đối với Trang thì cái chuyện lấy chồng nó phải là cảm xúc của bản thân mình. Mình không thể lấy vì một ai được, bởi vì khi mình lấy vì bố mẹ, vì gia đình hoặc là vì họ hàng thì rốt cuộc cái hạnh phúc đó là ai, là sẽ là người mà ở với cái hạnh phúc đó tới cuối đời thì chính là bản thân mình. Cho nên khi mà mình đưa đến một cái quyết định lớn như vậy của cuộc đời mình thì nó nên xuất phát từ cảm xúc của bản thân. Và đối trong mắt Ellie thì Trang Pháp là một cái người phụ nữ đã từng trải rồi, và người phụ nữ độc lập và xinh đẹp nữa. Thì không biết là hỏi thật bạn, bạn có còn tin vào tình yêu đích thực hay không khi mà ở ngoài kia Tuesday trà xanh lúc nào cũng tin không? Trang nói thật nhá, đã từng có một thời gian mà từ 26 tuổi đổ lại là Trang rất 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 tin vào một tình yêu, nói chung là màu hồng trong mơ và hoàng tử công chúa. Tức là cũng khá là trễ đấy, tức là có nhiều người là tới 19 tuổi ngộ ra sớm hơn. Còn đối với mình thì mình cũng vẫn vẫn rất là tin vào cái motif như vậy. Nhưng mà tới sau khoảng chừng, Trang nghĩ là càng ngày mình càng trưởng thành hơn thì không phải là mình trở thành lãnh cảm hay không có cảm xúc hay gì đâu, nhưng mà Trang nghĩ rằng là khi mà để tiến tới hôn nhân thì nó còn nhiều thứ quyết định cái sự hạnh phúc của hôn nhân đấy, ngoài cái việc là hai người chỉ yêu nhau. Trang cũng biết rất là nhiều những người bạn của Trang cũng đã từng lấy chồng và cũng đã từng chia tay chồng, cũng bởi vì là họ đơn giản họ đến với nhau vì tình cảm, nhưng có quá nhiều thứ trong cuộc sống làm cho họ không thể ở được với nhau. Thì để đưa đến một cái quyết định hôn nhân thì theo Trang nó phải là cả tình cảm cả lý trí nữa. Có phải đó là lý do, là một trong những cái lý do chính mà Trang cứ ngần ngại và lựa chọn rất là khắt khe? Nghĩ lại thì chắc có khi là phải như vậy đó. Bởi vì ngày xưa thì có lẽ là mình sẽ yêu dễ hơn. Với ai mình có tình cảm thì mình sẽ yêu được. Bây giờ phải là tỉnh táo hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ tỉnh táo hơn là mình yêu ai bây giờ thì mình sẽ là một người để ở với mình lâu dài, là một người đàn ông mà mình có thể cưới được, chứ không phải là một người đàn ông chỉ là quen hôm nay rồi ngày mai tới đâu thì tới. Và Trang Pháp là người như thế nào khi đối diện với những mối quan hệ đã qua, những tình yêu đã qua, khi mà chúng ta không còn đi chung với nhau nữa thì sẽ như thế nào? Đối với Trang, mỗi một mối quan hệ đi qua đều mang tới cho mình một cái bài học nào đó. Cái mối quan hệ cũ nào mà sau khi mà hai người đã dừng lại mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn không? Cũng có một hai người Trang vẫn làm bạn cùng với họ sau khi mà mình không còn đi chung con đường nữa. Nhưng mà có những người thì tốt nhất là mình cũng không nên giữ một mối quan hệ. Thì cái đấy là tùy trường hợp thôi, mình cũng không thể là có một cái quy định là cứ chia tay là phải làm bạn hoặc là cứ chia tay là phải cắt đứt mối quan hệ. Thì nhưng Trang... mà trong những cái người mà mình không giữ mối quan hệ nữa, đó là tại vì hai bên nghĩ là không cần phải liên lạc nữa, hay là tại vì người ấy có bạn gái hoặc là Trang có bạn trai cho nên là mình ngại mấy cái điều tế nhị mà mình không liên lạc với nhau nữa? Những cái điều tế nhị là đương nhiên là những người cũ với nhau thì sẽ rất là khó xử cho những người mới của những người cũ khi mà có mối quan hệ với cái người mà đã đi qua cuộc đời mình, thì đấy là một trong những lý do, hoặc là có thể là thực sự là không hợp nữa. Và tốt nhất là nên để cho nhau những cái khoảng thời riêng, thì Trang nghĩ đó cũng có thể là một lý do. Thì gần đây khán giả có được biết là Trang có viết một cái status dài để nhắn nhủ Virus về cái chuyện mà Virus reaction nhạc MV nhạc Việt Nam, thì không biết là cái điều gì khiến Trang thôi thúc là mình phải làm cái hành động đó? Thực sự là hôm nay Trang rất là muốn có thời gian để nói về cái sản phẩm âm nhạc mới của mình. Thực sự là không thích nói về những cái việc mà đã qua hoặc những cái việc mà nó gây tranh cãi quá quá nhiều, bởi vì sẽ có những ý kiến trái chiều là tại sao mình lại nhắc tới chuyện này ngày hôm nay. Tại vì bị hỏi.
Không, thì thực sự thôi thì đã hỏi tới thì Trang cũng xin trả lời, bởi vì Trang cũng biết là bạn Virus cũng đã có cái phản hồi lại với các cái status của Trang. Thì cái việc mà viết cái status lúc đầu trong đầu Trang á, nó là một cái câu chuyện rất là nhẹ nhàng. Tức là Virus có, Trang cũng nói luôn là Trang rất là thích những cái reaction video của Virus. Thì Virus làm những cái reaction video về các sản phẩm của những nghệ sĩ, thì mình cũng chỉ mong muốn ngược lại thì mình cũng có những cái đóng góp cho những cái reaction, cho cái reaction video của Virus chẳng hạn. Thì mình chỉ nghĩ đơn giản là khi Virus reaction thì có những cái gây ra những cái phản ứng trái chiều, thì Trang cũng là một người đã từng có một cái reaction video từ Virus, thì Trang nghĩ rằng mình đưa lên cái ý kiến của mình về cái reaction của Virus và một cái sự góp ý một cách văn Như là minh, những người đồng lịch nghiệp với sự. nhau đúng không Đúng ạ? rồi, tức là mình không cần phải là nói bóng nói gió, mình cũng không phải là mình công kích hay gì cả, chỉ đơn giản là mình đi thẳng status và mình cũng tag Virus vào đấy luôn. Thì cái thông điệp mà Trang muốn gửi gắm duy nhất vào trong cái status đó là, thứ nhất, ai cũng có quyền khen quyền chê hết, và đã là một người nghệ sĩ thì tất cả những ý kiến khen chê của khán giả mình đều tiếp nhận, và các bạn đều có quyền được khen, được chê, thích hay không thích một sản phẩm, nhưng đừng xúc phạm người nghệ sĩ. Đó là gì? Tức là chúng ta hãy lựa chọn những cái từ ngữ làm sao để đừng xúc phạm đến, thứ nhất là sản phẩm hay là cơ thể của người nghệ sĩ này, cũng không nên xúc phạm tới cái kiến thức của người nghệ sĩ. Tại vì đối với Trang, nếu như mà một sản phẩm reaction mong muốn như Virus mong muốn là để đem đến những cái ý kiến để cho nền âm nhạc phát triển hơn, thì cái việc mà nhận xét về cơ thể người phụ nữ hay là có những cái câu từ nó hơi nặng nề để xúc phạm đến kiến thức hay là xúc phạm đến người nghệ sĩ, nó không đóng góp cho cái việc là làm cho nền âm nhạc tốt lên, mà đôi khi nó chỉ làm cho chúng ta tổn thương thôi. Thì đó, thì còn nếu như mà mình đẩy đến thái cực, nói là Trang không cho mọi người reaction hay là thế, không hề có cái ý kiến như vậy. Và Trang nghĩ là những nghệ sĩ mà được reaction cũng sẽ rất là tiếp nhận cái đấy, như là những nghệ sĩ mà Virus có nhắc tới là các anh có gọi điện và nói là anh thấy cái ý kiến đấy của em, anh thấy rất là đúng chẳng hạn. Lý do tại sao lên tiếng vào thời điểm đấy, thời điểm nào là thời điểm đúng? Ví dụ đi, lúc mà bài hát của Chipu mới ra thì lúc đấy có rất là nhiều những cái ý kiến mà phản ứng với cái ca khúc của Chipu. Lúc đấy Trang lên tiếng là đổ thêm dầu vào lửa, không, thực sự là không nên một chút nào. Và thứ hai nữa là lúc đấy Virus là một streamer, và lúc đấy thì Virus có nói về sản phẩm như thế nào, thì với tư cách một khán giả thì bản thân Trang cũng cảm thấy là nó không có vấn đề gì hết, bởi vì bạn là một khán giả, bạn nghĩ những cái ý kiến cá nhân của bạn là hoàn toàn bình thường, cho nên lúc đấy hoàn toàn không phải là lúc để lên tiếng. Còn sau một thời gian không có chuyện gì, tự nhiên mình lôi ra mình nói thì lại quá là vô duyên, bởi vì là mình cũng không có suy nghĩ hay là có hiềm khích gì với bạn hết, cho nên mình cũng không tự nhiên nói lên làm gì cả. Nhưng mà lý do về sau này, khi mà Trang đọc được rất nhiều bài báo là Virus có những cái reaction mà gây ra tranh cãi cho mọi người, ví dụ như là ngực cô này hay là mông bạn kia như thế này, tức là nó không còn trong phạm trù âm nhạc nữa. Và có một số sản phẩm âm nhạc thì cũng có những cái reaction hơi đụng chạm một chút xíu, thì lúc này Trang nghĩ là hơi, thì mình lên tiếng với cái tâm thế là đóng góp, hoàn toàn đóng góp và nhẹ nhàng, và viết một cách rất là lịch sự. Không biết khán giả như thế nào, nhưng bản thân Trang thì Trang nghĩ rằng Virus đã có một cái phản ứng ngược lại cũng rất là văn minh, lịch sự. Thì đấy là cái tinh thần mà Trang mong muốn. Ngày xưa thì mọi người có thể thấy rằng Trang rất ngại những cái chuyện mà, thứ nhất là lôi chuyện đời tư lên nói hay là làm gì để hâm nóng tên tuổi, Trang chưa bao giờ Trang làm hết. Bởi vì là nếu như mà muốn thì có rất nhiều chuyện để Trang nói để mà hâm nóng tên tuổi rồi, chứ không phải cái chuyện này. Và các fan hỏi là anh Virus từng có một cái chia sẻ quan điểm là nếu như mà chúng ta im lặng thì chính là giết chết nghệ thuật, mà bởi vì nếu mình không dám lên tiếng lên những cái sản phẩm mà không tốt thì nền âm nhạc sẽ không tiến bộ, giống như Trang vừa rồi đã có chia sẻ. Thì cụ thể là Virus và mọi người có nhắc tới những ca khúc dạo gần đây của ca sĩ Phí Phương Anh, không biết là Trang đã nghe ca khúc của Phí Phương Anh vợ Cánh Bướm Vô Gian. Cánh Bướm Dối Gian, Trang đã xem cái sản phẩm Cánh Bướm Dối Gian của Phí Phương Anh rồi, và cũng xem luôn ca khúc Cắm Sừng Ai Thì Cắm, Đừng Cắm Sừng Em của Phí Phương Anh. Thì thực sự mà nói, theo như Virus nói, cái việc là im lặng là giết chết Nghệ nghệ thuật. thuật, đúng không? Thì cái đấy Trang hoàn toàn đồng tình, bởi vì
không phải là cái gì mình cũng vỗ tay, mình khen cái gì mà đúng thì mình nói, và mình nói quan điểm cá nhân, cái đấy Trang rất ủng hộ. Nhưng mà vào từng cá nhân, từng sản phẩm như thế nào thì với ca khúc của Phí Phương Anh, thực sự theo Trang về phần production đi, về phần âm nhạc, về phần hòa âm phối khí, về chất lượng của sản phẩm, chất lượng phòng thu thì rất là ok, rất là ổn. Chỉ có là cái phần lời thì maybe là nó đang quá thẳng vào vấn đề. Ca của Phí Phương Anh thì hơi giống với Chipu lúc đầu, tức là bạn sẽ bị nhận xét rất nhiều về giọng hát, bạn sẽ bị nhận xét rất nhiều về cách xử lý bài hát, và bạn cũng sẽ bị nhận xét rất nhiều khi mà cái lời bài hát nó quá là gây tranh cãi như thế. Thì việc mà chúng ta góp ý thì theo Trang thì cái việc đấy cũng không có gì là đáng bàn luận cả. Và Trang nghĩ rằng là Phí Phương Anh thì cũng có thể muốn nghe những cái góp ý của mọi người để hoàn thiện mình hơn, để làm tốt hơn cho những cái sản phẩm sau. Dạo gần đây trong showbiz của chúng ta đã xảy ra rất là nhiều tranh cãi về vấn đề đạo nhạc. Nhiều người nhiều năm nay rồi, những producer cũng hay nói là tại vì beat giống nhau, na ná nhau và hòa âm giống nhau, thì với tư cách là một nhạc sĩ và ca sĩ, không biết là Trang nhìn nhận cái điều đó như thế nào? Là một người nghệ sĩ thì cái việc mà sợ nhất là cái bài hát của mình giống một bài hát của ai đó. Thì để xác định được một bài hát có đạo nhạc hay không thì nó dựa vào rất là nhiều yếu tố, mà đôi khi khi mà khán giả biết về âm nhạc một phần chưa chắc là đã khẳng định được, phải có những cái về chuyên môn một chút xíu thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn. Ví dụ như là nhiều bài hát có cùng một vòng hòa thanh chưa chắc là đã là đạo nhạc của nhau. Rồi có những bài hát thì có thể cùng giống nhau về giai điệu tới 6 nốt đã gọi là đạo nhạc hay chưa. Thì trong âm nhạc nó rất là khó nói, nhưng về cái chuyện mà lấy một cái beat để mà giống 90% cái beat của người khác thì Trang nghĩ rằng là cái đấy thì chúng ta sẽ phải ngồi xem là giống ở chỗ nào. Ví dụ như là cái kick có giống không, cái bass có giống không, cái tiếng piano trong đấy có giống không, cái snare trong đấy có giống không. Ví dụ có một bài hát thì mình cũng sẽ bẻ ra rất là nhiều những cái âm thanh để mình ngồi để mình bàn luận xem là nó có giống nhau hay không. Thì đối với Trang, bây giờ câu chuyện đấy khá là xưa rồi. Nên là cái chuyện mà những bài hát giống nhau, cho nên bây giờ chúng ta cứ ngồi tranh cãi là việc là bài này có đạo nhạc hay không thì sẽ vô cùng. Mà quan trọng nhất là cái người mà đã làm ra cái bản nhạc đấy trước, họ cảm thấy như thế nào. Trang nghĩ rằng đấy là việc của giữa cái người mà bị nói rằng đạo nhạc và cái người mà đang nói rằng mình đang bị người khác đạo nhạc. Hai người đó sẽ tự làm việc với nhau thì điều đó sẽ dễ nhất. Còn chúng ta là những người ở ngoài thì mình đưa ra những cái nhận xét cá nhân thôi. Trang có bao giờ bị lâm vào tình huống tương tự chưa? Về việc mà bài hát của Trang giống với một ca khúc nào khác thì Hoặc là một ca khúc khác giống với ca khúc của Trang, Trang đã bị bao giờ chưa? Trang thực sự là chưa bao giờ bị. Chỉ có đúng một lần là một bài hát của Mr. T, là bài hát Butterfly, là hồi đó là Mr. T có gọi cho Trang để nhờ viết giai điệu lên một cái beat. Thì lúc đó Trang có hỏi T là beat này là beat mình làm đúng không em? Mr. T nói là dạ, đúng rồi. Thì về sau thì được biết rằng là Mr. T làm với một bạn producer, và không biết là tại sao mà cái beat đó giống với cả một bài hát Hàn Quốc. Thì lúc đấy Trang nhắn tin, và Trang thực sự là có giận Mr. T một một thời gian, nhưng mà T cũng rất là dễ thương, cũng xin lỗi rất là nhiều, nói là cái đấy là do em bất cẩn, em không có biết. Nhưng mà đấy là cái chuyện mà giữa bạn producer với cả Mr. T. Còn đối với Trang, những sản phẩm của Trang từ trước đến giờ thì may mắn là chưa bao giờ có một bài hát nào bị nói là giống với cả một cái bài hát của người khác, của Việt Nam hay là quốc tế hết. Ok, và tiếp theo là một thời sự. Ở đây chúng ta sẽ có ba quả trứng, nói về ba vấn đề nóng hổi của showbiz, thì mời Trang bốc một quả. Bốc trúng cái nào thì mình sẽ nói về chủ đề đó nhé. Ok. Và xong rồi phải nói cả ba luôn hả? Không, nói một cái, Trang À, sẽ nói bốc một thôi. cái đấy hả? Ok. Nữ quyền. Ồ, nữ quyền là Yeah. như trúng Trúng tủ tủ rồi. luôn Kiểu như đi nè. thi vậy đó. Mà Gần trúng tủ á mọi đây thì người. mày nói rất là nhiều nha. Gần đây thì mọi người thấy là Trang đang một cái ca khúc về nữ quyền, thì không biết khái niệm nữ quyền ở trong mắt Trang là như thế nào, và những người đàn ông hay nói là nếu mà phụ nữ mà dở việc nhà thì cũng coi như dở mọi thứ, thì đối với Trang như thế nào?
cái vai trò của người phụ nữ rất là quan trọng. Bản thân Trang khi mà sinh ra trong gia đình thì Trang cũng thấy mẹ Trang là một người rất là mạnh mẽ, rất là gia đình mẫu hệ. Thế là ba Trang cũng rất là mạnh mẽ, nhưng mà mẹ Trang là một người mà Trang thấy vừa giỏi việc nhà, vừa giỏi công việc hàng ngày, và những cái công việc chính của mẹ Trang thì mẹ Trang cũng đều làm rất là tốt. Và nhiều khi mình suy nghĩ mình bảo là làm sao mà mẹ có thể vừa đi làm 8 tiếng một ngày xong về nhà vẫn nấu cơm, nhà vẫn tinh tươm và như là có người giúp đỡ. Nhưng mà thực sự là nhà Trang từ trước đến giờ thì không, mẹ làm hết tất cả mọi việc ở trong nhà. Thì sinh ra trong một gia đình với người mẹ mà mạnh mẽ như vậy thì Trang luôn luôn nghĩ rằng là người phụ nữ nếu như mà muốn hạnh phúc thì việc đầu tiên là mình phải làm chủ cái cuộc sống của mình trước đã. Trước khi mà mình mong muốn rằng một người đàn ông mang đến cái hạnh phúc cho mình, thì nếu mình không tự đem đến hạnh phúc cho mình thì Trang nghĩ rằng là sẽ rất là khó để mình hạnh phúc với bất kỳ ai. Nữ quyền không có nghĩa là chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi phải làm tất cả mọi thứ, đàn ông phải dạt sang một bên. Trang nghĩ cái đấy cũng là một cái thái cực nữa. Nữ quyền là khi mà người phụ nữ họ như Trang nói đấy, làm chủ được cái cuộc sống của mình, họ tự đưa ra những cái quyết định cho cái cuộc sống của mình và chịu trách nhiệm về những cái quyết định đó. Họ là người không phụ thuộc về mặt kinh tế hay tình cảm vào một người đàn ông, nhưng họ là cũng là người biết cách để xây dựng cái hạnh phúc của mình với người đàn ông đó. Bởi vì khi mà Trang làm cái ca khúc Turn Up The Fire về cũng về nữ quyền, về một cô gái mà tự tin vào bản thân, một cô gái mà có thể làm tất cả mọi thứ mà không cần một người đàn ông, thì cái đấy cũng đem đến một thông điệp cho các bạn trẻ bây giờ. Có thể là trên báo chí các bạn có thể đọc được rất là nhiều thông tin những người phụ nữ hạnh phúc vì họ có một người đàn ông ở bên cạnh, nhưng cũng đừng quên rằng bạn cũng sẽ là người có thể tự đem đến cái hạnh phúc để cho bạn. Còn những cái người phụ nữ mà rất là giỏi công việc ở ngoài, sự nghiệp rất là ổn định nhưng mà không làm việc nhà, thì theo Trang thì những người như thế có thể được liệt vào trong danh sách nữ quyền hay không? Trang nghĩ rằng cái sai lầm của mọi người là khi chúng ta cứ tạo ra những tuýp phụ nữ khác nhau và tuýp đàn ông khác nhau, ví dụ như là phụ nữ nữ công gia chánh này, hoặc là phụ nữ mà chỉ biết công việc và không có biết việc nhà. Thì Trang nghĩ là với phụ nữ hiện đại thì đối với Trang nha, Trang có rất là nhiều người bạn mà rất là giỏi luôn, tức là công việc họ rất là giỏi, họ làm, họ có những cái vị trí rất là cao trong xã hội, nhưng họ vẫn nấu ăn và làm việc nhà rất là giỏi, chẳng qua là họ có muốn hay không thôi. Chứ Trang nghĩ là phụ nữ thì bất kỳ ai cũng có thể nấu ăn giỏi, bất kỳ ai cũng có thể quán xuyến việc nhà, vấn đề là họ có muốn hay không thôi. Thì đối với Trang thì nếu như mà một người phụ nữ lựa chọn việc rằng họ chuyên tâm vào cái công việc của họ và họ sẽ thuê một người nào đó, hay là họ sẽ nhờ một người nào đó làm những việc nhà cho mình, thì cái đấy cũng không phải là điều đáng trách. Thực ra tất cả mọi chuyện đều là lựa chọn của cá nhân, và nếu như mà người phụ nữ cảm thấy như vậy là phù hợp với mình, phù hợp với tính cách của mình, với gia đình mình, chồng mình ok với việc đấy, thì Trang nghĩ là why not, tại sao chúng ta cứ phải bắt buộc là phụ nữ phải làm tất cả mọi thứ. Và tiếp theo chính là cuộc gọi thần thánh. Xin nhờ Trang lấy điện thoại xong rồi mình sẽ gọi cho một cái nhân vật nào đó. Ồ vậy hả? Trong showbiz. Thân thân với Trang đi, xong rồi okay. mình troll họ, lừa họ cái gì vô lý xong họ tin có lý là mình sẽ gọi ai nhỉ? Bây giờ chắc là gọi Băng Di. Giờ này chắc gọi Băng Di, Băng Di sẽ nghe máy này. Ok, diễn viên Băng Di. Alo. Bé à, đang làm gì đây? Đang dọn dẹp nhà cửa. Ồ vậy hả? Ủa, bé tới bàn. Anh từ đây tới tắt cái máy hút bụi ra. Cô gái chăm chỉ. Tôi bảo này, đang tính hỏi nhờ bé cái này tí. Kìa, hôm trước tôi kể bé là nhà tôi đang sửa ấy. Đang xây chắc là từ giờ đến khoảng cuối năm mới xong. Mà đợt này kiểu như là đang không biết là ở đâu mà ở thuê các thứ. Thì thuê ở chung cư tôi thấy cũng hơi ghê đợt Covid á. Hôm trước bé nói là bé với Justin mới chuyển qua chung cư mới á, hay là ở nhà mới gì đúng không? Chuyển qua căn lớn hơn á. Đang tính hỏi nhờ bé là từ giờ đến cuối năm mà tôi đang tính qua ở nhờ bé một phòng được không? Được, qua đây, tại vì bên đây tôi có dư một phòng mà. Ủa vậy hả? Tại vì
chuyển qua nhà mới để vô một phòng để bạn bè, và lỡ có ai cơ nhỡ còn cu mang xin không. hả? Bữa giờ chưa có ai ở hết trơn á. Ê, Trong nhưng trong mà thì có cái phòng làm việc nè. Thật đó hả? Được không? Ừ. Sáu mà tháng làm ở cuối năm luôn hả? cái Bây giờ vẫn đang làm á. Thì đó, tận 9 tháng, tại biết sao không? Ờ, xây nhà hả? Tôi đang xây nhà mà tự nhiên kiểu Covid các thứ xây bị lâu quá đó. Cái gì cũng bạn trai được không? Mà À, không sao thì tôi có thể cung mang được cho nhưng bé mà từ giờ tới cuối năm, nhưng mà khi nào mà bé mà kiểu mà xây được căn villa hay biệt thự gì đó một ngày đẹp trời bé sẽ thấy tôi ôm giỏ ôm vali cái gì vậy ôm đồ bà? ra thì chắc cung mang lại đi. Trời ơi, anh Justin đang hạnh phúc thế còn gì nữa. Nhưng mà tôi bảo bé với cả Gì? tôi bảo bé với Justin đang hạnh phúc thế, ông ấy mà kiểu ấy bé mà vác vali ra khỏi nhà tôi đến tôi giết chết ông. Nhưng mà tôi bảo ở ở bên đấy hay là nhờ Justin ở phòng xong tôi và bé ở phòng được không? Tại tôi thấy ở mình hơi ngại ấy. Vậy hả? Để ổng đi rồi, để chút giờ tôi nói cho. Tại bình thường hồi xưa ở nhà cũ bạn tôi cũng qua cái xong ổng đi đi chỗ khác không ngủ. Ủa vậy hả? Đi chỗ khác là ra đi phòng khác hả? đi đi em thì ổng để cho hai đứa gái ngủ chung. Nhưng Nhưng mà mà 9 tháng được cái không này nhỉ? thì để À tôi nghe chúng ta là bắt đầu. 6 Sao tháng, bé? 6 tháng, 6 tháng được không nhỉ? 6 tháng hả? Ừ. Chắc Không được. sao đâu. Không sao đâu, chắc được á. Tại vì nhưng mà ví dụ như mà bé ở nhà thì có gì tôi đi du lịch gì đó thì bé ở nhà bé cho ăn băng mèo giùm tôi là được Ban mèo à má, tôi dị ứng mèo má ơi. Vậy hả? Thì phải chịu đựng đi chứ, trời ơi đi ở nhờ mà đi du lịch rồi không Đòi có chịu hỏi nữa. được. Lắm Ok, tôi. vậy là quyết định đúng không? Ok, Chốt ra hà. cửa, ra cửa. Chút nữa ông về tôi nói là ông. Rồi, chúc mừng bé, bé đã bị lừa. Tôi đang quay chương trình bên báo thanh niên. Đang đang ngồi với cả Ellie Trần là hai chị em đang bày mưu tính kế để lừa bé. Cảm thấy là bên nhà đó rất là ok á, mình cũng nghĩ là nên cũng cuốn gói quay cùng với Trang Pháp hả, mình ở chung phòng. Đúng rồi, xong rồi cho anh nhờ anh Justin đi chỗ khác được Mọi người ơi, ví dụ như mà gia đình người ta đang hạnh phúc á thì mình cu mang chừng một người mấy tháng thì không? được, nhưng mà ví dụ như mà cu mang Emily thì cu mang thêm hai đứa nhỏ nhà À đúng rồi. gia đình này không có đủ điều kiện Nhưng mà đã ừ rồi bé ạ. Vậy là chốt ha. Yeah, tôi thắng rồi. thằng nghe mà nói thằng kia Yeah. giờ tôi nói làm sao nè, Hả? thì không nói sao tôi hết suy nghĩ sao chúc ông kia thì Không, tôi bảo cứ suy nghĩ đi xong về cứ nói đi để kiểu thử lòng xem ông như nào. đấy cũng là cách Lắm hay. Thử dễ lòng lắm, xem muốn làm gì nhà làm. trai Đúng như hả? nào. Thế vậy đi đi, lát cứ hỏi đi, bà Trang Pháp nó sắp qua đây nó 6 tháng đấy, mà kiểu chắc là phải nhường cái phòng mà em với anh cho nó, anh sang cái phòng bên cạnh tại Phòng vì bé đó, cái phòng phòng Trang nó phòng bé to ấy. sang sang nó có thêm hai con chó nữa đó anh, cho nên là kiểu mấy con mèo chắc phải dọn đi chỗ khác. Xong ngày mai thì ông block Facebook tôi luôn. Yeah, thắng Được rồi đó, mất rồi. căng lừa Ok. đảo Cô đấy. gọi nói như là mượn tiền phải không trời? Đúng rồi, lần Thế lần là trước. ai vậy? Mượn tiền cũ rồi, bây giờ chưa chưa khác đấy. Hình như là lần trước, không, lần trước là bé lừa tôi, bé gọi mượn tiền. Hay là tôi Ủa lừa vậy bé hả? ta? Trời, lừa nhau mà tôi không nhớ luôn Thiệt lừa nhiều lắm rồi mà hôm nay vẫn lừa được nha. hả? Thôi đi, rồi thôi đi hút bụi đi bà. Đi hấp bụi đi Thôi nhá, hấp bụi bụi vui đi vẻ nhá. Cho tâm đi với người. Người phụ nữ đảm đang. Ok Ok, nha, yeah, thank bye you bé. Rồi thế biết rồi. bye bé. Ok, Bye bye bye. Bonnie. Đây, ok, chúc mừng qua cửa. Xin xin Yeah. xin.